Chuyển sang những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ ngày 20 tháng 8, thanh long Bình Thuận được phép xuất thẳng sang thị trường Mỹ để chiếu xạ trước khi phân phối đến các siêu thị, hệ thống bán lẻ. Đây là thông tin vui cho người trồng thanh long Bình Thuận. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì lại vừa mừng vừa lo. Theo Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, việc Mỹ cấp phép cho thấy thị trường Mỹ rất tin tưởng vào thương hiệu thanh long Bình Thuận. Qua đó, thanh long Bình Thuận sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu ra thế giới. Tuy nhiên, thông tin này cũng khiến các doanh nghiệp lo lắng, bởi đây là tiền lệ chưa từng có đối với trái cây Việt Nam. Hơn nữa, các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa nắm được quá trình chiếu xạ tại Mỹ và những quy định nghiêm ngặt của thị trường khó tính này. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long trong tỉnh đã khẩn trương tìm hiểu các yêu cầu chiếu xạ của các đơn vị tại Mỹ, trên cơ sở đó mới lựa chọn các sản phẩm đáp ứng yêu cầu chiếu xạ tại đây. Vì nếu không có sự đảm bảo chắc chắn, không khéo việc làm này sẽ gây ảnh hưởng đến thương hiệu thanh long tỉnh nhà đã xây dựng được trong thời gian qua. Thanh long là trái cây duy nhất của Việt Nam có được ưu ái này, bởi các loại rau quả khác của Việt Nam muốn xuất sang Mỹ phải chiếu xạ, kiểm soát dịch hại và vệ sinh an toàn rất kỹ lưỡng. Trước Việt Nam có hai quốc gia cũng được xuất trái cây sang Mỹ rồi mới chiếu xạ là Ấn Độ, một loại trái cây, và Thái Lan, năm loại trái cây. Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, tỉnh Quảng Nam là khu bảo tồn thiên nhiên rộng nhất nước ta với hơn 200.000 ha. Thế nhưng tình trạng đào đãi vàng sa khoáng bừa bãi cùng với việc xâm hại tài nguyên rừng diễn ra gay gắt đã băm nát khu vực này. Mùa khô, khi mà dòng nước sông Thanh trơ đáy mới thấy hết hậu quả của nạn đào đãi vàng sa khoáng bừa bãi. Trong một đợt truy quét mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đuổi 200 đối tượng khai thác vàng sa khoáng ra khỏi vùng lõi của khu bảo tồn, đồng thời phá hủy 30 lán trại, 54 máy nổ. Điều đáng nói là các đối tượng khai thác vàng trái phép ém quân giữa rừng sâu nhiều tháng trời. Khi truy quét vào khu này và tổ chức tuần tra lùng sục xung quanh thì phát hiện một kho gạo ở trên này dự trữ rất là lớn, tầm khoảng 2 tấn rưỡi gạo. Và đi theo đường ống nước một khu vực nữa, chúng tôi phát hiện một khu vực nó giấu dầu rất nhiều, tầm khoảng 60 can dầu. Đấy. Và sau đó chúng tôi đã tổ chức tiêu hủy. Hậu quả của việc đào đãi vàng sa khoáng là những con suối hiền hòa như khe Rinh, khe Cọp nằm trong vùng lõi khu bảo tồn, cùng những mỏm rừng già bị cày xới nham nhở. Nhiều cây cổ thụ bị đào bật gốc, môi trường sống bị hủy hoại nghiêm trọng. Hiện tại riêng trên địa bàn xã Tà Bình Hình có 6 điểm đào đãi vàng trái phép. Thế nhưng chính quyền xã không đủ người đủ sức để truy quét các đối tượng này. Cái việc khai thác khoáng sản trên này, người ta trên cái vùng bảo tồn sông Thanh ấy, thì bây giờ thì cái việc quản lý rất là khó, phòng cũng rất là trăn trở vấn đề này, cũng đã có rất nhiều văn bản tham mưu ban huyện đề nghị tỉnh tiếp tục kiểm tra, chốt chặt truy quét. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng dân cư dựa vào dân để bảo vệ khu bảo tồn chỉ dừng lại trên giấy tờ. Người dân thì vẫn có thói quen canh tác dựa vào rừng, săn bắt thú rừng kiếm sống. Nói chung về trên địa bàn địa phận của xã thì bây giờ họ theo cái truyền thống trước đây, thực tế là rành rơi đường núi sông suối thì không biết, mà thực địa bây giờ là xã quản lý là theo cái trước đây đấy. Tại biên ở đây là lâu năm rồi, cho nên cái quy trình họ thường hay săn bắt hồi trước đây á, đây là đất địa phận của mình, họ chỉ đi cái hướng thôi. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh, trong vòng 7 năm qua, số lượng động vật ở khu bảo tồn này đã suy giảm nghiêm trọng. Do đó, những giải pháp hữu hiệu là rất cấp thiết để khu bảo tồn không bị xẻ thịt. Sáng nay, Ủy ban Bảo vệ Môi trường Lưu vực Sông Cầu họp phiên lần thứ 8 tại Bắc Giang. Phiên họp nhằm rà soát hiệu quả của các dự án giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp cho thời gian tới. Đại diện 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu bao gồm Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương đã tham dự phiên họp. Trong năm 2011, qua thanh tra 79 cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm và xử lý vi phạm hành chính hơn 3,5 tỷ đồng. Đến nay, trong tổng số 34 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đã có 26 cơ sở được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo quy định. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đề án sông Cầu còn không ít hạn chế, như việc nhiều địa phương chưa chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương mà còn trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà nước. Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa quyết liệt, triệt để. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp còn hạn chế. Để thực hiện tốt các nội dung của đề án năm 2012 và năm 2013, Ủy ban Bảo vệ Môi trường Lưu vực Sông Cầu tiếp tục hoàn thiện quy hoạch bảo vệ môi trường Lưu vực Sông Cầu tới năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tập trung vào phân loại rác tại nguồn, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, chỉ một ngày sau khi tiếp quản quyền lực từ Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya và chính thức đi vào hoạt động, Quốc hội mới của Libya đã bầu ông Mohamed Magariev, lãnh đạo Đảng Mặt trận Dân tộc làm chủ tịch mới. Với sự chứng kiến của các phóng viên báo chí và được truyền hình trực tiếp, Quốc hội mới của Libya đã tiến hành bầu chọn người đứng đầu cơ quan lập pháp. Ông Mohamed Magariev đã giành được 113 phiếu ủng hộ so với 85 phiếu của ứng cử viên độc lập Ali Zidane theo đường lối tự do. Tân chủ tịch cùng quốc hội mới của Libya có nhiệm vụ chỉ định thủ tướng thông qua các bộ luật hướng tới mục tiêu tổ chức các cuộc tổng tuyển cử sau khi một bản hiến pháp mới được soạn thảo vào năm tới. Chủ tịch quốc hội mới của Libya Magariev được coi là một nhân vật có quan điểm thân Hồi giáo và từng kiên quyết chống đối chế độ bị lật đổ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tại cuộc bầu cử quốc hội Libya ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đảng Mặt trận Dân tộc của ông Magariev giành được 3 ghế trên tổng số 200 ghế của quốc hội. Quốc hội mới của Libya đã chính thức hoạt động từ ngày 8 tháng 8, sau khi tiếp nhận việc chuyển giao quyền lực từ Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya, một động thái mang tính biểu tượng, đánh dấu một quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại của nước này. Nhằm chấm dứt thế bế tắc trong các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, Liên Hợp Quốc đang cân nhắc việc thay đổi cách thức tiếp cận thời gian tới, trong đó có việc bổ nhiệm tân đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Theo các nguồn tin ngoại giao, nhân vật có nhiều khả năng sẽ được lựa chọn làm đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Lakhdar Brahimi. Nếu thông tin này là chính xác, kể từ ngày 1 tháng 9, ông Brahimi sẽ đảm nhiệm vị trí của ông Kofi Annan, người vừa từ chức hồi tuần trước sau khi thừa nhận kế hoạch hòa bình cho Syria do ông đề xuất đã thất bại. Liên Hợp Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên. Sau nhiều lần thất bại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 17 tháng qua tại Syria. Nhiều thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Mỹ, cho rằng Liên Hợp Quốc cần thay đổi hướng hành động trong vấn đề Syria, bao gồm củng cố vai trò của đặc phái viên Liên Hợp Quốc dù là bất cứ ai, và thay đổi cách thức hoạt động của phái bộ giám sát tại Syria. Các cường quốc cũng đang cân nhắc khả năng soạn thảo một kế hoạch hòa bình mới, thay thế đề xuất 6 điểm do ông Kofi Annan đưa ra trước đây. Quyết định cuối cùng của Liên Hợp Quốc về các vấn đề trên dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 16 tháng 8 tới, vài ngày trước khi phái bộ Liên Hợp Quốc kết thúc sứ mệnh tại Syria. Cũng trong ngày 9 tháng 8, Hội nghị quốc tế về Syria đã khai mạc tại Iran với sự tham dự của đại biểu đến từ gần 30 nước, trong đó có Nga, Pakistan, Afghanistan và Iraq. Với tư cách chủ trì hội nghị, Iran đã kêu gọi tiến hành các cuộc đối thoại nghiêm túc với sự tham gia của tất cả các bên liên quan giữa chính phủ Syria và các nhóm đối lập. Được sự ủng hộ của các đảng đối lập lớn, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Kono ngày 9 tháng 8 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội do các đảng đối lập nhỏ đề xuất. Đề xuất bất tín nhiệm chính phủ đã bị phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện với tỷ lệ 246 phiếu chống và 86 phiếu ủng hộ. Đa số các nghị sĩ hai chính đảng đối lập lớn là Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Đảng Công Minh Komeito không tham gia bỏ phiếu. LDP và Komeito đã hành động như vậy sau khi Thủ tướng Noda cam kết với ban lãnh đạo hai chính đảng này rằng sẽ giải tán Hạ viện trong thời gian sắp tới để đổi lấy sự ủng hộ để dự luật tăng thuế tiêu dùng gây tranh cãi được thông qua tại Thượng viện. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây là một sách lược mạo hiểm của Thủ tướng Noda, kiêm Chủ tịch Đảng Dân Chủ cầm quyền, khiến số phận của chính phủ trở nên hết sức bấp bênh sau cuộc bỏ phiếu nói trên, sau khi gắn với sự ủng hộ của các đảng đối lập lớn. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế truyền hình thông tấn vừa cập nhật. Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9 tháng 8 đưa tin một chiếc trực thăng cứu hỏa đã bị rơi khi đang làm nhiệm vụ tại huyện Kocaeli thuộc tỉnh Munga ở phía tây nam nước này. Toàn bộ 5 người có mặt trên máy bay, trong đó có 3 người mang quốc tịch Nga đã thiệt mạng. Được biết, chiếc trực thăng trên được Thổ Nhĩ Kỳ thuê của Nga để thực hiện các hoạt động chống cháy rừng và được điều khiển bởi các thành viên phi hành đoàn của cả hai nước. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc. Còn tại Mexico, ngày 9 tháng 8, cơn bão nhiệt đới Ernesto đã đổ bộ vào Mexico, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Với sức gió lên tới 96 km/h, bão Ernesto đã gây hư hại hàng trăm ngôi nhà ở tiểu bang Veracruz, nơi có nhiều cảng biển và hệ thống khai thác dầu quan trọng ở Mexico.
Hiện bão Ernesto đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đường tiến vào miền Trung Mexico. Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trong ngày 10 tháng 8 tại các bang Tabasco, Veracruz và miền Bắc Oaxaca, trong đó có một số khu vực lượng mưa có thể lên tới 390mm. Người dân ở các khu vực này đã được cảnh báo nhằm sẵn sàng ứng phó với tình trạng ngập lụt trong vài ngày tới. Sau khi công bố những bức ảnh màu đầu tiên về sao hỏa, ngày 9 tháng 8, tàu thăm dò vũ trụ Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA tiếp tục gửi thêm những hình ảnh màu mới về người anh em của trái đất này. Trong số những bức ảnh mà Curiosity gửi về trái đất, có một bức ảnh màu chụp toàn cảnh hố tròn rộng lớn Gale Crater. Những hình ảnh được camera Mastcam và Navcam thu được cho chúng ta cảm nhận đầu tiên về địa hình sao hỏa, giúp chúng tôi tiếp tục nghiên cứu về cách thức hành tinh này hình thành, cũng như các phương pháp để nghiên cứu nó. Trước đó, sau 30 giờ hạ cánh thành công xuống sao hỏa, ngày 7 tháng 8, tàu Curiosity cũng đã gửi những hình ảnh màu đầu tiên về toàn bộ quang cảnh của hành tinh đỏ, thu được bằng hệ thống camera HiRISE gắn trên tàu khi đang bay cách bề mặt hành tinh này khoảng 300 km. Dự án phòng thí nghiệm khoa học sao hỏa Curiosity trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ là sứ mệnh nghiên cứu sinh học vũ trụ đầu tiên của NASA kể từ sau các tàu thăm dò Viking hồi những năm 70 của thế kỷ trước. Con tàu này có kích thước tương tự như một chiếc ô tô với tổng trọng lượng khoảng 900 kg, nặng gấp 5 lần tàu thăm dò Spirit và Opportunity đã từng lên sao hỏa hồi năm 2004. Sứ mệnh của phòng thí nghiệm tỷ đô này là nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống hiện tại hoặc hỗ trợ sự sống trong quá khứ trên sao hỏa. Ngoài ra, nó cũng được dùng để nghiên cứu môi trường tại đây, chuẩn bị cho việc đưa con người lên hành tinh này trong những năm tới. Các nhà khoa học dự đoán phải mất hàng tháng nữa Curiosity mới có thể chạm đến ngọn núi lửa trung tâm cao 5 km của ngọn núi lửa Gale Crater, nhiệm vụ đầu tiên trong suốt sứ mệnh nghiên cứu sao hỏa kéo dài 2 năm của mình. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.